Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Cartoon. Nói về các series phim hoạt hình có nhân vật là các loài động vật, chắc chắn các cậu đã từng xem rất nhiều. Có thể kể đến các bộ phim vô cùng nổi tiếng như Tom và Jerry, Pink Panther, Mickey Mouse. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Cartoon tìm hiểu về một chú chó vô cùng hài hước và đáng yêu là nhân vật biểu tượng của hoạt hình Mỹ, Snoopy nhé. Bạn nào chết mệt em cún này giống tớ thì comment bên dưới nha. Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. 1. Giới thiệu chung. Snoopy xuất hiện lần đầu vào ngày 4 tháng 10 năm 1950 là một trong những nhân vật đến từ bộ truyện tranh nổi tiếng The Peanuts của Charles M. Schulz. Các bản vẽ ban đầu của Snoopy lấy cảm hứng từ Spike, chú chó thời thơ ấu của tác giả. Snoopy là chú chó đực thuộc giống Beagle, thân hình nhỏ, đầu to với đôi tai và cái mũi nhỏ màu đen, toàn thân bao phủ bởi bộ lông màu trắng và đi bằng hai chân. Snoopy không nói chuyện như các nhân vật khác. Xuyên suốt bộ phim, suy nghĩ và tâm trạng của cậu chỉ được thể hiện qua những tiếng cười, rên rỉ, ngáp dài, khóc lóc hay những câu nói đơn điệu như play và hey. Trong các tập truyện tranh, ý nghĩ của cậu được thể hiện qua các bong bóng. Thêm nữa, các nhân vật là con người không thể nghe và hiểu các cuộc đối thoại của Snoopy, ngoại trừ chim Woodstock và các nhân vật động vật khác. 2. Tính cách. Snoopy là một chú chó rất trung thành, ngây thơ và đặc biệt là vô cùng giàu trí tưởng tượng. Cậu ta đã từng tưởng tượng mình là một nhà văn nổi tiếng, một sinh viên đại học khu ngầu, một phi công hoàng gia Anh trong Thế chiến thứ nhất và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng nhìn chung, mọi nhân vật Snoopy hóa thân đều có một công thức mẫu, trở thành một thứ gì đó nổi. Ví dụ nhá, khi là một nhà văn, cậu thường ngồi trên mái nhà của mình cùng với chiếc máy đánh chữ phổ biến trong những thập niên ấy, ngẫm nghĩ và tạo nên những tiểu thuyết ngắn cho mình, mặc dù chúng chẳng bao giờ được xuất bản. Khi ở vai trò của một sinh viên đại học, cậu ta lấy tên Joe Cool và thể hiện vẻ ngoài khu ngầu bằng cách đeo kính râm, dựa vào tường và không làm gì cả. Snoopy nổi bật nhất khi hóa thân thành một phi công với chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá có kính bảo hộ và đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Phi cơ của cậu chính là cái chuồng chó màu đỏ được làm từ gỗ. Nhà của Snoopy mang tính chất của vật lý hóa hình, không gian bên trong luôn lớn hơn bên ngoài, tương tự như nhà của Oggy hay Spike trong Tom và Jerry vậy. Tuy nhiên, chúng ta chỉ thường được nhìn từ phía mặt bên của căn nhà. Trong các cuộc rượt đuổi, máy bay của cậu luôn bị bắn hạ bởi kẻ thù trong tưởng tượng Red Baron, Nam Tước Đỏ, một phi công nổi tiếng của Đức trong Thế chiến, gắn liền với hình tượng chiếc máy bay Fokker DA-1 màu đỏ. 3. Sở thích. Snoopy rất thích bia và pizza. Bên cạnh đó, cậu ta rất đam mê đọc tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy với tần suất một từ một ngày. Snoopy thích ngủ và lười biếng. Cậu ta có thể nằm trên đỉnh ngôi nhà của mình và ngủ cả ngày. Trong một tập phim, Charlie Brown gọi Snoopy là Beagle, một con chó săn, bởi vì Snoopy luôn săn tìm cho mình những con đường dễ dàng nhất để né khỏi khó khăn, thoát khỏi cuộc sống bận rộn. 4. Gia đình. Snoopy có các chủ sở hữu và cả gia đình nhỏ của mình. Chúng ta luôn thấy Snoopy bên cạnh Charlie Brown trong hầu hết các phần phim. Có thể nói, Charlie chính là người bạn thân nhất đối với Snoopy. Trước đây, Snoopy và anh chị em của mình sống tại trại chó con Daisy Hill, lần lượt các chú chó được nhận nuôi và Snoopy được Lila nhận làm thú cưng. Nhưng do nội quy của tòa chung cư nơi gia đình Lila sống, cô buộc phải đưa Snoopy trở về trại chó con. Sau này, Charlie Brown đã đến và mua lại Snoopy với giá $5. Gia đình nhỏ của Snoopy gồm có cha mẹ là Buster, Missy và 7 anh chị em được sinh ra tại trại chó con Daisy Hill. Anh trai Spike xuất hiện lần đầu ngày 13 tháng 8 năm 1975, là người thân nhất với Snoopy. Anh ta sống trên một sa mạc thuộc California. Em gái Belle xuất hiện lần đầu ngày 28 tháng 6 năm 1976. Cô có một cậu con trai tuổi teen, Marbles, xuất hiện ngày 28 tháng 9 năm 1989, là người thông minh nhất trong gia đình. Olaf xuất hiện ngày 24 tháng 1 năm 1989, là người xấu tính nhất nên hay bị gọi là Ugly Olaf, Olaf xấu tính. Andy xuất hiện ngày 14 tháng 2 năm 1994, là một chú chó xù xì, luôn xuất hiện cùng với Olaf. Hai anh em còn lại là Molly và Rover, là những nhân vật độc quyền trong Snoopy's Reunion trên TV. Bên cạnh đó, Snoopy cũng có những người bạn thân của mình, đó là những chú chim nhỏ màu vàng, thân thiết nhất trong đó là Woodstock. 5. Mối quan hệ với Charlie Brown. Snoopy luôn thể hiện lòng trung thành và tình yêu với cậu bé, nhưng đôi khi cậu ta lại không ưa Charlie. Snoopy sẽ rất buồn nếu Charlie mang bữa tối đến cho cậu chậm trễ vài phút, mặc dù Charlie mang đồ ăn cho cậu ta mỗi ngày. Trong một lần, khi Charlie phải tới bệnh viện, Snoopy dường như không quan tâm lắm, cho tới khi nhận ra rằng mình có thể sẽ không nhận được bất kỳ bữa ăn tối nào nữa. Snoopy chẳng thể nhớ nổi tên của cậu chủ và thường gọi Charlie là Round-Headed Kid, cậu bé đầu tròn. Tuy vô tâm là vậy, nhưng có nhiều khoảnh khắc, Snoopy cũng thể hiện tình cảm của mình với Charlie Brown. Và một dịp khi Charlie trở về nhà từ buổi cắm trại, cậu ta đã làm một dấu hiệu để chào đón cậu bé. Dù vẫn không nhớ nổi tên của Charlie, chào mừng về nhà, đứa trẻ đầu tròn. Mỗi khi Charlie đi học về, Snoopy rất phấn khích, đôi khi còn nhảy cẫng lên và ôm lấy cậu bé.
Trong một phần phim khi gia đình Charlie đi nghỉ mát, Snoopy vì phải rời xa cậu bé nên đã khóc suốt thời gian ấy, cho tới khi Charlie trở về nhà. Trong giải truyện tháng 10 và tháng 11 năm 1989, Charlie đã quyết định nghỉ học ở trường và dành phần còn lại của cuộc đời mình để chăm sóc và làm Snoopy hạnh phúc. Khi Charlie nói với Snoopy rằng hiệu trưởng nói Charlie phải quay lại trường học, Snoopy đã trả lời: "Hey, no problem. I was already happy." Này, không sao cả, tôi đã rất hạnh phúc rồi mà. Tuy có những lúc giận nhau, nhưng Charlie Brown và Snoopy vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho đối phương đấy nhá. 6. Mối quan hệ với Woodstock. Woodstock là người bạn đồng hành thân nhất của Snoopy vào tháng 3 năm 1966, khi một người bạn chim của Snoopy làm tổ của nó trên bụng của cậu. Chim mẹ đã bay đi và không quay trở lại, thế là Snoopy phải gà trống nuôi con, chăm sóc cho Woodstock và các chú chim khác sinh ra vào cùng thời điểm. Khi chúng lớn lên, đủ lông đủ cánh, Snoopy để chúng rời khỏi cậu và bay đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Woodstock đã gặp rất nhiều khó khăn khi tập bay nên đành quay trở lại với Snoopy. Ban đầu, Snoopy rất khó chịu vì sự xuất hiện của Woodstock, nhưng là một chú chim tài năng, Woodstock đã thể hiện những mặt tốt của mình, dần dần thu hẹp khoảng cách với Snoopy hơn. Trong thế giới tưởng tượng của Snoopy, Woodstock thường góp mặt với vai trò nhất định như là một thư ký khi Snoopy là một luật sư nổi tiếng, thợ máy gõ chữ cho Snoopy khi cậu tham gia vào Thế chiến thứ nhất. Khi Snoopy tưởng tượng như đang bay trên một chiếc trực thăng, Woodstock chính là phi công của cậu ấy. Và đó là những thông tin mà chúng tớ tổng hợp được về Snoopy. Em cún này dễ thương quá các bạn nhỉ? Vậy mới xứng đáng trở thành biểu tượng của hoạt hình Mỹ chứ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký cartoon để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!